Chào các bạn, không chỉ ở phân khúc cao cấp mà có sự cạnh tranh phần cứng, mà giờ đây, ngay cả ở phân khúc trung cấp cũng đang diễn ra cuộc đua cấu hình âm thầm giữa các sản phẩm với nhau. Nổi bật trong tầm giá từ 5 đến 6 triệu đồng là hai sản phẩm Lenovo P70 và Samsung Galaxy Z. Vậy trong hai sản phẩm này, ai mới là kẻ mạnh? Mời các bạn cùng theo dõi video sau đây. Các bạn đang theo dõi video tại D-Channel, kênh video công nghệ chính thức của di động thông minh. Các bạn có thể truy cập website didongthongminh.vn để tham khảo thêm những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Về cấu hình phần cứng, Galaxy Z dùng chipset Snapdragon S800 lõi tứ xung nhịp 2.3GHz, RAM 3GB cùng với nhân đồ họa Adreno 330. Trong khi đó, Lenovo P70 cũng không kém phần với chip MediaTek 8 nhân 1.7GHz, RAM 2GB cùng với GPU Mali T760. Có thể ngày trước những con chip của MediaTek chưa gây ấn tượng với bạn, tuy nhiên giờ đây thì mọi chuyện đã khác. Bây giờ những con chip này mạnh mẽ hơn hẳn những thế hệ trước, không hề thua kém các con chip của Qualcomm như là S800 hay là 801. Đầu tiên, vẫn quen thuộc cùng bài đo benchmark với AnTuTu, chúng ta thấy Galaxy Z đạt hơn 43.000 điểm, còn P70 cũng không kém cạnh với số điểm ngang bằng khoảng 43.000. Cả hai sản phẩm này khá tương đồng nhau, cùng sở hữu màn hình rộng, độ phân giải lớn, nhưng về tổng thể hiệu năng thì không hề bị giảm đi. Như vậy, tạm thời hai sản phẩm này khá là ngang tài ngang sức với nhau. Dù chip MKT6752 mới ra mắt, tuy nhiên với kinh nghiệm của mình, Qualcomm cho chúng ta thấy sức mạnh ấn tượng từ con chip đã được ra mắt khá lâu của hãng. Tiếp theo là bài test thời gian đáp ứng, cũng như là tốc độ xử lý của P70 và Galaxy Z với những game 3D hay là những ứng dụng thường dùng. Đầu tiên, mình sẽ khởi động lại hai máy để làm mới lại hệ điều hành. Ở phần này, thời gian khởi động của P70 chậm hơn Galaxy Z từ khoảng 1 đến 2 giây. Còn bây giờ, mình sẽ tiến hành bật các game và ứng dụng. Ở phần đầu tiên, P70 vượt trội hơn khi chỉ mất đúng 1 phút 12 giây, trong khi đó Galaxy Z mất tới 1 phút 16 giây. Tiếp theo, phần thứ hai, bật lại các game và ứng dụng đã chạy. Không có quá nhiều bất ngờ khi cả hai chiếc máy này đều không phải loát lại bất kỳ ứng dụng nào. Để hoàn thành bài thi, sản phẩm P70 mất 1 phút 32 giây. Đương nhiên với RAM 3GB, Galaxy Z thừa sức lưu lại toàn bộ các tác vụ trên bộ nhớ RAM của nó. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi máy hoàn thành chậm hơn vài giây với kết quả là 1 phút 38 giây. Như vậy, có thể thấy rằng P70 nhỉnh hơn Galaxy Z, nhưng với sự khác biệt không hề đáng kể, mình nghĩ điều này là do vi xử lý MTK6752 đã được hoàn thiện để tương thích hoàn toàn với kiến trúc 64-bit. Dù hiện nay, trong các tác vụ hoặc ứng dụng thông thường thì chúng ta không nhận ra điều này, nhưng khi mở các game 3D nặng hay là một số ứng dụng hỗ trợ xử lý 64-bit thì sẽ có một sự khác biệt nhỏ. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong bài so sánh hiệu năng của hai sản phẩm P70 và Galaxy Z. Trong hai sản phẩm này, bạn sẽ chọn sản phẩm nào thì vui lòng để lại comment phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.